Có một câu chuyện xưa kể rằng, một ngày nọ, chú cáo đói bụng bỗng nhìn thấy một cây nho sai chĩu, chín mềm ở trong vườn của một bác nông dân. Nó tìm mãi mà không thấy lối vào, nhưng lại tình cờ phát hiện ra một lỗ nhỏ trên hàng rào. Tuy nhiên, cái lỗ quá nhỏ nên nó không chui vừa. Con cáo nghĩ ra một cách, nó nhịn đói liền 2 ngày để gầy tọp đi, sau đó như ý nguyện mà chui được vào vườn. Quá sung sướng vì những trái nho thơm chín căng mọng trước mắt, nó ăn thỏa thích đến chùm này tới chùm khác. Nhưng no nê đủ rồi mới phát hiện ra rằng cái bụng của mình to lên rất nhiều, không còn vừa cái lỗ nhỏ trong hàng rào nữa. Mà nếu chạy đi bằng cửa trước chắc chắn sẽ bị chủ vườn và đàn chó săn tóm được. Thế là con cáo lại nhịn ăn suốt 6 ngày liên tiếp. Quả nhiên sau 6 ngày ấy, con cáo lại gầy đi và có thể chui ra được khỏi hàng rào. Nó trở về điểm xuất phát ban đầu với cái bụng trống rỗng và đói meo chẳng thay đổi được gì. Câu chuyện này liền cho chúng ta thấy ra rằng, cuộc sống luôn có được và có mất. Có những thứ không thuộc về mình thì cưỡng ép nhường nào cũng vô dụng. Người biết đủ, hiểu thấu lẽ được mất, sống thuận theo tự nhiên sẽ sống trong được vui vẻ, hạnh phúc nhất. Ngược lại, người nào tham lam hưởng thụ được những điều không thuộc về mình thì cũng chỉ rơi vào kết cục của thiên trả địa mà thôi. Nỗ lực theo đuổi cuộc sống sung túc giàu sang không sai, nhưng không vì thế mà tận dụng các thủ đoạn xấu xa, trái với lương tâm và luật lệ. Cũng đừng lợi dụng lối tắt nguy hiểm trên các con đường để dẫn tới thành công. Phải biết rằng, những thời gian và nỗ lực bạn đầu tư đều chuyển hóa thành những giá trị quan trọng, là bậc thang vững chắc nhất để bạn leo lên những đỉnh cao. Đó là những hành trình bạn cần tự đi lên trên chính con đường của bản thân, tránh xa những điều không thuộc về mình. Kỳ thực, mệnh lý hữu thời, trung tư hữu, mệnh lý vô thời, mạc cưỡng cầu. Ở đời, thứ thuộc về bạn cuối cùng cũng sẽ là của bạn. Thứ không phải của bạn thì dù tranh đấu, tranh giành cũng sẽ tự tránh xa. Hãy học cách bình thản với đời, thuận theo tự nhiên chính là một loại phúc, cưỡng cầu quá nhiều lại thành họa.